Chào cả nhà, sau bao ngày trông ngóng thì nay đã có hàng sung Mỹ về rồi ha. Ở đây là những cây sung Mỹ đang có trái nha cả nhà. Đây, trái rất là nhiều, cây rất là mướt đẹp. Sung Mỹ mỗi lần khách hỏi dữ lắm nay mới có hàng á. Rồi nếu ai thấy thích thì nhớ liên hệ với số điện thoại của mình 0835921829 để xem cây và biết giá cụ thể nha. Cây sung Mỹ này đang trái sum xê luôn cả nhà. Rồi ra vườn quay cho mọi người coi những cái cây lựu. Đây là dòng lựu Ấn Độ nha. Cây này là về cho bông trái luôn nha cả nhà. Nhưng mà để mà mình có được cái trái mà nó to mà nó ngon, nó chất lượng thì mình phải nuôi nha. Nuôi cây bự hơn nữa thì trái nó mới chất lượng. Còn nếu mà nói về để có trái thì cây đã có trái rồi nha cả nhà, có trái có bông rồi đó. Nhưng mà để mà trái, tại vì trái lựu Ấn Độ nó rất là to, nên là khi mà mình muốn cây mà nó đạt chất lượng á, trái á, thì là mình phải nuôi cây cho nó bự thì trái nó mới mới ngon, mới chất lượng được nha. Lũ Ấn Độ mới về cây rất là đẹp. Còn đây là Seri. Seri này là dòng Seri Thái siêu trái. Seri thì như mình có chia sẻ với mọi người ha, cái dòng Seri Thái này sẽ có hai loại, một loại thái ngọt và một loại thái chua. À, một cái dòng thái ngọt á thì trái nó không có sai trái bằng cái dòng Seri Thái chua. Nhưng mà bù lại cái dòng Seri Thái chua này thì nó là siêu trái nha cả nhà. Dòng này thì rất phù hợp cho chúng ta trồng làm bonsai cây kiểng ha, và bổ sung vitamin C tại vì nó chua mà, vị rất là chua. Chua ví dụ như một trái như vậy thì nó chua khoảng 8 phần nha cả nhà, ngọt 2 phần thôi còn 8 phần là chua. Còn seri mà ngọt á, thì nó ngọt tới 8 9 phần và nó chua 1 2 phần đó. Thì nó như vậy mình bán giống nào mình nói đúng giống đó nha. Nhưng mà được cái là trái là chi chít quanh năm, trên cây lúc nào cũng có bông trái hết. Cây mùa này là mùa mưa là ít trái nha cả nhà, mùa nắng trái nó sum suê hơn. Mùa mưa đó là nó bị rụng á, nước mưa nhiều quá nó rụng bông đi nên trái nó không có năng sức bằng mùa nắng. Cây gốc bonsai nha cả nhà, gốc bự bự không à, rất là đẹp. Còn đây mọi người biết cây gì không ạ? À? Đây thì có những người ta vẫn gọi đó là Seri Brazil ha. Nhưng mà có người thì nói là Cherry. À, cái tên đúng của nó là Cherry Khía Brazil. Đây là một cái dòng cây mà rất là hot nha. À, trước đây mình bán rất là nhiều và bán rất là chạy hàng và cháy hàng, hết hàng, không có hàng bán, thì nay mới nhập về một cái lô này á, là cây rất là khủng khiếp nha cả nhà, cây to lắm. Quay cái gốc cho mọi người coi nè, gốc nó một lùm như vậy nha. Có cây thì có một cốt bự nhưng mà có cây thì nó lên nó hả một lùm luôn vậy đó. Gốc rất là to, cây rất là vạm vỡ, cây cao khoảng 2 mét nha cả nhà, tán thì tròn sum xê. Nói chung là đợt này đẹp lắm cả nhà. Chưa có bán cái cherry Brazil khía nào mà cái cây nó đẹp như đợt này hết. Đợt này toàn cây bự cây đẹp không. Nhưng mà mùa mưa nên là nước nhiều nha, là nó không có ra trái nhiều. Cái cây này nó chịu mùa nắng nha cả nhà, mùa nắng trái nhiều lắm. Cây này nó chịu khô hạn. Nếu mà ai mà trồng cây mà làm biếng tưới thì nên mua cái dòng cherry khí Brazil này ha. Nó chịu khô hạn, càng khô hạn thì nó càng ra trái nhiều. Có ai theo dõi kênh YouTube của mình á, có chia sẻ những video trước biết ha. Cây là trái mà sum xê luôn á.
Hôm nay chia sẻ chút xíu mấy cây cho mọi người coi ha. Ai thích thì nhớ liên hệ với số điện thoại kết nối Zalo để xem cây nha. Bây giờ chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại những video kế tiếp nhé.